Hơn 3 ngày qua, hơn 100 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng ở 13 trạm y tế của huyện Tuy Phước đã xuống tận các thôn xã vùng lũ để tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con. Người dân ở đây cho biết, những năm trước, cứ sau một trận lũ, bà con trong xã lại phải đối mặt với nhiều dịch bệnh hoành hành. Nhưng năm nay, mặc dù nước lũ lớn hơn mọi năm, trong xã, nhà nào cũng bị ngập nước sâu tới 1-2 mét. Nhưng sau lũ, bà con trong xã đã không còn phải đối mặt với nỗi lo về dịch bệnh. Song song với công tác khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng lũ, Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước còn tập trung cho công tác xử lý môi trường sau lũ, như hướng dẫn bà con dọn vệ sinh, xử lý nguồn nước ở những giếng nước bị ngập, tổ chức phun thuốc tiêu độc sát trùng ở những khu vực đông dân cư, trường học, khu đông người, đồng thời tăng cường công tác giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, sẵn sàng cung cấp cho các địa phương khi có nhu cầu.